Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Hôm nay tôi có hai cây gờ lốc của Umarex nha. Đấy. Nhưng mà hai cây này thì giá khác nhau rất là nhiều. Và đây là cây Glock 17 Gen 5 của Umarex nhưng mà do VFC làm. Còn đây là cây Glock 17 Gen 3 cũng của Umarex nhưng của GSK nào. Rồi bây giờ hôm nay này, tôi sẽ so sánh cho anh em hai cây này. Cây này là phiên bản cao cấp, còn cây đây là phiên bản siêu cao cấp. Đây, bây giờ sẽ khác nhau thế nào nhá. Hôm nay tôi có một lại sử dụng cái sạc không dây 5 châm để đo. Gọi thấy gì không? Wow, dính dính. Cái slide của con Glock 17 GSK này được làm bằng thép CNC thép đây, các cái chữ nghĩa đều là CNC rất đẹp. Ngay cả cái outer nó cũng làm bằng thép luôn. Đó là điểm khác biệt ăn tiền lớn nhất của cây Glock 17 GSK. Đấy. Trước mình có làm chút ga và test. Ôi. Tiếp là chúng ta sẽ xem cái băng đạn. Đây là băng đạn của Glock 17 VFC. Nó to hơn một chút xíu. Đấy. Khả năng là không lắp chung được cho nhau rồi. Thử xem. Được, rất là cấn. Không được luôn, không dùng được luôn. Con Glock 17 GSK sử dụng cái băng đạn riêng. Cái loại này thì nó bé hơn của VFC làm một chút. Đấy. Và đặc biệt các bạn thấy không? Đây là băng đạn đạn trong, có nghĩa là cái đường đạn ấy, quên, cái nơi chứa đạn nó ở trong cái băng đạn luôn. Còn đây thì nó ở ngoài, các bạn nhìn thấy, còn nhìn được. À. Còn đây thì không, các bạn sử dụng cái BB loader các bạn nhồi vào. Cái băng đạn của con GHK này thì nhẹ hơn của con VFC. Đây, VFC thì nó chỉ làm bằng hợp kim nhôm thôi. Đấy, nam châm không bắt. Còn về marking các thứ thì đều đẹp giống nhau cả. Umarex thì nó CNC sâu hơn. CNC rất là sâu. Đấy. Độ giật thì phải nói là con Umarex này thì khủng khiếp lắm. Nó giật gần như, độ giật mạnh của nó gần như là gấp rưỡi của VFC. Đấy. Thế nên cái giá của nó thì nó cũng cao. Gần như gấp đôi của con của VFC là. Đấy. Ở trong đây thì tháo ra rất là khó, hơi đau tay, riêng cái dòng Glock này, Glock của Umarex tháo ra đau tay lắm. Thế là mình sẽ xin phép là mình sẽ không tháo ra soi nội tạng cho anh em. Nhưng mà con GSK này thì cái nòi này, nó cũng đã làm lại để nó chứa được nhiều ga khi xả hơn và độ giật của nó sẽ mạnh hơn. Đấy. Đồ của con này thì bây giờ cũng đã có nhiều đồ để thay thế sửa chữa rồi. Đấy. Anh em yên tâm, mỗi tội là cái giá của nó thì khá là cao thôi. Frame đây là frame của Gen 3, mình khoái Gen 3. Gen 3 cái chỗ này nó không bị hở, còn con Gen 5 nó hở này. Nó khoét cái lỗ rồi. Anh em thấy không? Khoét cái lỗ. Còn Gen 5 thì có cái hay là chỉnh hốc bắp thì chỉnh ở đây, đút cái lục lăng vào, xoáy ra là chỉnh được, rất là tiện. Còn con này thì đừng nghĩ chuyện chỉnh hốc bắp vì nó mệt mỏi lắm. Tháo ra, chỉnh hốc bắp xong lại lắp vào, xong lại bắn thử test, xong lại tháo ra, lắp vào, ui giời rất là mệt mỏi. Nhưng được cái là nhìn cái frame của nó rất đẹp, mình rất thích frame của Gen 3, nó này, cái tay nó để rất là gọi công thái học. Trong chỗ này nữa, phần nhám nhám là rất là thú vị. Đấy, một cái frame nó làm rất nhiều thứ. Chỗ này thì nhám, chỗ này thì có các cái như kiểu cái ô vuông, rồi các cái mấu tay, đây cũng vậy. Còn con Gen 5 thì khác, nó chỉ là những cái chấm. Một cái sự thiết kế tối giản. Đấy. Nhưng mà Gen 5 thì cái đầu này nó vũm lại rất giống dòng Glock 34 thì con nào nó cũng vũm lại như này. Để khi mà đút vào holster ấy, thì cái này nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy là theo nhà sản xuất bảo vậy. Và cũng là một cái cải tiến nhỏ.
Mình thì mình thấy việc đút vào nó cũng gen 3 hay gen 5 nó cũng chả khác nhau là mấy. Còn gen 5 à, gen 3 thì nó phẳng như này. Đấy. Cá nhân thì mình thích dòng gen 3 cái này hơn. Đấy. Chất điện hoàn thiện cao cấp hơn, nó là một sản phẩm hot của năm vừa rồi, năm 2021, 2022. Đấy, nó nặng hơn. Nhà sản xuất công bố thì nó nặng hơn là bởi vì cái slide này nặng hơn thôi. Còn tổng thể cây súng thì nó lại nhẹ hơn cây Gen 5 nhá, bởi vì con Gen 5 này có cái mác này, mác rất nặng. Còn con này thì mác nó nhẹ hơn. Thế là tổng thể cây súng thì con này có cái xu hướng nặng đầu, nặng slide. Còn con này thì có xu hướng là nặng đít. Đấy. Rất ngầu, rất đẹp. Đúng là siêu cao cấp và cao cấp nó khác. Còn của Huy thì khác. Đợi một chút mình sẽ lấy một cây Huy, cây bình dân. Còn đây là cây Glock 17 Gen 5 của Huy. Rồi, băng đạn đây. Về thiết kế thì nó chỉ có không có marking thôi, có nghĩa là không có bản quyền thôi, các bạn thấy không? Của Umarex thì họ khắc xin silver vào thân súng. Còn ở Huy thì nó chỉ là in thôi, in chữ thôi, in thôi. Phần grip này thì Umarex thì có logo Glock, của con này nó chỉ có logo của Huy. Tất nhiên là độ hoàn thiện sản phẩm và sơn chiếc thì Huy nó sẽ không ngon bằng Umarex được, nhưng mà giá nó cũng đã rẻ hơn khá. Có một điều là hay của Huy thì nó là súng bình dân, thế nên là nó có rất nhiều phụ kiện hỏng hóc thay thế, và băng đạn của Huy dùng cho được Umarex. Umarex của BFC nhá. Đấy. Còn mác của con GSK Glock 17 GSK này thì nó là hệ đặc biệt rồi, nó chỉ có hãng sử dụng của hãng nó thôi. Đấy. Nhìn rất là hay, rất là hay. Con này thì gần giá gần gấp 3 con này, gần gấp 3 chứ không phải gấp 3 nhưng gần gấp 3 con, và gấp đôi con này, gần gấp đôi con này. Nhìn chung thì về đánh giá thì cây Glock 17 GSK này thì nó build sản phẩm thì cực kỳ ngon rồi. Nhưng mà giá thì rất là cao, đó là cái khuyết điểm của nó. Còn bây giờ phụ kiện thay thế cũng đã có rồi nên hỏng hóc anh em chơi cũng không lo là không có đồ thay thế. Đấy, còn Umarex thì ngon rồi, ngon là trong cái việc có marking, cách build sản phẩm của VFC. Và nó cũng là cái súng rất là hot mà anh em có tài chính điều kiện một chút thì vẫn hay chơi. Còn của Huy là phân khúc bình dân, thế lên là nó giá nó sẽ vừa túi tiền hơn và có rất nhiều phụ kiện thay thế. Đấy, súng thì không có một cây súng nào gọi là siêu ngon, siêu bền, siêu nọ siêu kia cả, mà con nào nó vẫn phải có những cái khuyết điểm của nó. Đấy. Ví dụ như cây này thì nó là về phụ kiện thay thế các thứ, sau này thì mình không biết nó GSK có support lâu dài nữa hay không, nhưng mà trước mắt thì nó rất là ngon. Con này thì rất là cũng có nhiều, con này thì phụ kiện thì nó nhiều, nó rẻ. Đấy. Riêng con này đi off thì bắn nó bỗ bã, chơi thoải mái, nó không sót súng. Còn những cây như này thì nó thật là như cây này thì gần như anh em rất ít mua để off, mà chủ yếu ở nhà bắn chơi nghịch thôi. Vì cái độ giật của nó rất là phê. Mình đã bảo anh em là khi anh em mà đã bắn cái con này rồi thì tất cả mọi thứ, tất cả những cây khác nó không còn mang lại cho anh em một cái cảm giác bắn phê giật đùng đùng nữa. Đấy. Con này thì cái âm thanh phát ra nó khá là giòn, rất là hay, và cũng là một cây súng đi ọp bắn độ chính xác cao, chơi cũng bỗ ba được. Đấy, anh em nếu mà không sót thì cứ chơi bình thường. Con này thì bình dân, cứ chơi thôi, hỏng đâu sửa đấy, rất đơn giản. Bộ búa bộ khiếc sau này thích thì lại thay. Marking này thì là do từng thị trường một nhá. Ví dụ như thị trường nhập ở Thái thì nó có sẽ có marking in, còn thị trường quốc tế hoặc là ở Đài Loan thì nó không có marking này, tại vì các ông in marking vào là có thể bị hãng OJA Glock nó sẽ kiện. Đấy. Rồi vậy thôi, đó là gì mình muốn chia sẻ với anh em về
ba cây Glock của ba hãng, đều là Glock của Uy, của Umarex, VFC của Umarex GHK làm. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.